Khái niệm tiếp theo thì tôi muốn trao đổi thêm một chút về cái thiết lập ở trên cái thành thành property này để thiết lập một số các cái môi trường tham số cho môi trường làm việc. Thì như tôi đã giới thiệu ban đầu, khi mà chúng ta chọn lựa một đối tượng hoặc không chọn lựa một đối tượng thì cái trạng thái của cái thành property này nó sẽ hơi khác biệt đi một tí. Không có đối tượng nào được chọn thì thanh này nó sẽ thiết lập về môi trường làm việc của chúng ta. Thế còn nếu như tôi chọn một đối tượng thì lúc này nó sẽ liệt kê ra, nó sẽ đưa ra những cái lệnh mà liên quan tới đối tượng mà tôi đang chọn đó. Thế bây giờ chúng ta quay trở về trạng thái là không chọn cái gì thì xem cái môi trường này chúng ta sẽ thiết lập được những cái yếu tố nào. Thứ nhất là về thông số thì chúng ta thấy ở đây là khổ tài liệu này, kích thước của cái khổ đó này, trang này là trang đứng hay trang nằm ngang này đó, rồi cái này là chế độ này áp dụng cho một trang hay nhiều trang. Tại vì như lúc đầu tiên tôi có nói với các bạn là tài liệu của chúng ta có thể làm ra được là tài liệu nhiều trang đấy. Rồi đơn vị đo này, cái này nó gọi là node distance, thì nó là cái khoảng cách di chuyển của một đối tượng nếu như chúng ta di chuyển nó bằng phía mũi tên. Thế còn đây là cái duplicate distance, tức là khi mà chúng ta nhân bản của đối tượng thì nó sẽ nằm lệch đi bao nhiêu so với đối tượng gốc. Ở cái này là cái phương thức lựa chọn đối tượng. Thế bây giờ tôi sẽ giải thích từng cái. Thiết lập lại khổ giấy hay là khổ giấy làm việc thì các bạn có hai cách, một là các bạn chọn ở trong danh sách, hai là nếu như các bạn muốn thiết lập lại cái khổ này các bạn cũng có thể gõ trực tiếp vào đây. Ví dụ đây đang là khổ A4 với lại cái chiều ngang giấy là 210 mm chẳng hạn. Bây giờ tôi lại muốn là thiết lập một cái khổ nó lớn hơn một chút chẳng hạn như 300, tôi sẽ gõ trực tiếp vào đây. Sau khi gõ xong nhấn enter thì cái khổ giấy của chúng ta bắt đầu dịch ra và các bạn thấy trông nó có vẻ vuông như thế này đó. Còn trước đây này, A4 nó là thế này đó. Đây tôi muốn làm cho nó có kích thước khác thì gõ vào đây thì nó sẽ tự động điều chỉnh lại cái trang giấy làm việc. Vậy là chúng ta có thể co duỗi kích thước của cái trang giấy làm việc bằng cách là chúng ta gõ nhập trực tiếp vào cái trường chiều rộng và chiều cao ở đây. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khổ giấy ngang hay khổ giấy đứng. Đây các bạn, kể cả thiết lập ở bên ngoài rồi nhưng khi vào trong này các bạn có nhu cầu muốn chuyển chiều thì các bạn vẫn có thể bấm vào đây để các bạn chuyển nó từ khổ đứng sang sang khổ ngang. Thế còn những cái này thì nó sẽ giải quyết vấn đề là một trang hay nhiều trang. Thì đây ví dụ như là tôi thiết lập này, chẳng hạn bây giờ tôi cho cái thằng này ra là 500 đi. Đó. Thì bây giờ chúng ta thấy là on page này hoặc là current page này. Thì cái này nó thuộc về cái dạng gọi là thiết lập cho một một trang làm việc hay nhiều trang làm việc thì do chúng ta chọn ở đây. Nhưng cái này thì chưa chưa nói đến đơn vị đo thì thôi nhá, rất là đơn giản rồi là chọn một cái gì đó. Thế còn cái này là gì? Cái này là node distance. Thế đây, khi tôi chọn một đối tượng tôi có hai cách để di chuyển nó. Một là tôi dùng cái đối tượng tôi dùng chuột tôi kéo trực tiếp vào đối tượng này theo chiều tôi muốn. Còn cách thứ hai là chọn nó và sau đó sử dụng phím mũi tên ở trên bàn phím. Phím mũi tên của chúng ta thì có bốn chiều đúng không? Sang phải này, sang trái này, lên trên hay xuống dưới. Thế thì cái tham số này ở đây chính là cái tham số để giúp chúng ta dịch chuyển một đối tượng một cách chính xác theo từng bước là bao nhiêu. Tôi lấy ví dụ như là tôi đặt là 100 mm chẳng hạn, hay là 10 mm đi, 10 cho nó nhìn dễ này. Đây. Sau khi mà tôi thiết lập xong ở đây thì tôi chọn một đối tượng, tôi bấm vào mũi tên sang phải này. Mỗi một lần tôi bấm như thế này thì nó sẽ dịch đúng cho tôi là gì đây? 10 mm hoặc là 0,1 mm hay là 0,01 mm. Thì chúng ta thiết lập bao nhiêu thì di chuyển nó sẽ chuyển cho chúng ta đúng từng đấy theo đúng cái chiều mũi tên mà chúng ta chọn. Thế còn cái duplicate distance này thì nó là thao tác nhân bản của đối tượng. Nhân bản của đối tượng là như thế nào? Đây. Nhân bản của đối tượng là khi tôi nhấn lệnh nhân bản, đây các bạn quan sát edit ở đây chúng ta có một cái lệnh là cái lệnh duplicate ở đây, Ctrl D. Thì cái lệnh này nó sẽ nhân bản một cái đối tượng giống hệt.
nhưng mà nhân bản xong thì nó sẽ đặt lệch một chút so với cái bảng mẫu, và lệch bao nhiêu thì do cái tham số đây cho chúng ta thiết lập này. Bây giờ tôi nhấn Ctrl D nhé, chọn đối tượng và nhấn Ctrl D thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái đối tượng mới phát sinh của chúng ta nó sẽ lệch ra một chút so với bản mẫu. Thế và tôi muốn là nó lệch bao nhiêu thì tôi sẽ thiết lập ở đây. Ví dụ tôi muốn thiết lập một chiều là lệch ra 30, chiều này là 0 chẳng hạn. Thế đây, Ctrl D, tôi sẽ có một cái đối tượng nó dịch ngang ra này, nó không lên xuống mà nó sẽ dịch ngang khoảng bao nhiêu đấy. Thì đấy là cái thao tác để chúng ta thiết lập cái giá trị dịch chuyển của một cái đối tượng khi mà nhân bản. Thế còn cái cuối cùng là cái gì? Cái cuối cùng này thì tương đối là hay gặp đây này. Các bạn sẽ bấm và sau đó thì các bạn cũng chả thấy nó có cái gì cả, nhưng sau đó thì phát sinh rất nhiều cái câu hỏi như thế này, đó là đây, bấm không chọn nữa, thì các bạn sẽ thấy rằng là khi một đối tượng mà ở trạng thái không tô màu và tô màu là hai hai trạng thái khác nhau. Trạng thái mà tô màu có nghĩa là bề mặt này có cái gì đó và tôi bấm vào đây là tôi chọn được đối tượng. Tuy nhiên cái đối tượng này của tôi là đối tượng mà mới chỉ có đường viền và không có bề mặt, chưa được tô màu. Nếu như mà tôi tắt cái biểu tượng này đi thì khi tôi bấm vào cái chỗ trống này tôi không chọn được đối tượng. Tôi chỉ chọn được khi mà tôi bấm đúng vào đường viền thôi. Thì tôi mới chọn được, tại vì đường viền là có, bề mặt lúc này là rỗng và chúng ta đang bấm vào khoảng rỗng, khoảng không thì chúng ta không chọn được. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta kích hoạt cái này lên thì các bạn bấm vào khu vực thuộc về cái hình này, kể cả nó không có bề mặt các bạn vẫn chọn được nó. Đấy. Thì nhiều bạn tắt cái chế độ này đi, thử thử thì bấm tắt cái chế độ nó đi, sau đó thì không thể nào chọn được cái đối tượng mà có bề mặt nữa nếu như không bấm trúng được vào đường viền nó. Đấy thì cái thuộc tính đó của cái nút lệnh này, Choose on Object SVN này, đấy thì tức là chọn như chọn một đối tượng giống như là nó đã được tô màu rồi, thì cách đó thì các bạn có thể chọn được một đối tượng mà rỗng chưa có bề mặt nhưng vẫn có thể là bấm vào khu vực ảnh hưởng của nó là có thể chọn được, chứ không nhất thiết là nó phải có bề mặt được tô. Thì đấy là một vài cái thuộc tính mà chúng ta có thể gán cho cái khu vực làm việc hoặc các đối tượng làm việc ở trên trang của Corel của chúng ta.